những cái âm từ cái miệng của mình. Với là mọi người sẽ tạo nhạc từ cái miệng của mình và sẽ không dùng cái nhạc cụ nào cả. Thì sẽ có ba cái loại âm chính khi mà mình tạo cái nhạc từ cái beatbox. Trước hết là âm trống drum, thì mọi người sẽ nghe như thế này. Đấy là tiếng trống. Còn thứ hai là tiếng hi-hat kiểu kiểu như là mọi người gõ vào cái đĩa. Còn thứ ba nữa là tiếng snare nghĩa là âm trống. Thì khi mọi người kết hợp ba cái âm này thì mọi người sẽ tạo được một cái điệu nhạc như thế này. Đấy là chỉ những cái âm cơ bản thôi. Còn nếu mọi người muốn tạo những cái âm phức tạp hơn, anh có thể nâng cao tí được. Thì sẽ có những cái âm kiểu tạo cái nhạc như DJ ấy. Kiểu vocal scratch. Today I want to make some noise for everybody here. Make some noise. Thì ở đây có ai biết hát bài chống cơ không? Chống đen lông kiến. Tật bài nhớ các bạn. Anh còn không bài chống cơ. Theo cô anh mê bồng lên bồng. Anh mê bồng lên bồng. Thì mình sẽ hát. Tất cả mọi người đẹp nói. Mình sẽ beatbox và mọi người sẽ hát. Đấy là sự kết hợp giữa beatbox và hát. Vậy thì người có thể cho mình mượn thêm một cái mic được không ạ? Tình bằng con bê chống cơ. Một ngày tăng tình con xin, một ngày tăng tình con xin. Ôm mây lội sông, ôm mây tình em nhớ.
thương ai. Đôi một mắt ô mây lì dìm, đôi một mắt ô mây lì dìm. Mắt này cũng liêm dìm rồi. Một thầy ta thành con nhện. Chắc phải uống cốc bia nữa đâu mới tỉnh. You can roll like this. You can roll like this. Mọi người mặc quần luôn đấy. Mặc quần dài luôn đấy. You can roll like this.
Mình cảm thụ âm nhạc. Ok, đấy là những